Rồi mời em. Sau cái bộ phim này thì em thấy là cái chắc là cũng anh hay sắc với lại anh á cũng là đã có thiết lập một cái quan hệ rồi. Không hề thôi. Quan ý ý em là quan hệ là quan hệ cái gì? Là bạn bè kiểu hay pro đó kiểu. Vậy thì em nghĩ là trong tương lai á, không biết là anh với lại anh này có muốn là có cái cơ hội hợp tác được với nhau không anh ha? Anh này anh có muốn hợp tác không anh? Xong bố em thôi, được hợp tác với Isaac chứ phải được hợp tác dài đâu. Đó, lại Thảo Mai thấy không? Thấy không? Hợp tác với Isaac đó, muốn chứ. Muốn. Mời đó MV, bây giờ mời đó MV không trả tiền đúng không? Đúng luôn. Chơi luôn. Nhưng mà giá điện cho anh xuất hiện trước màn hình 3 giây xong. Thôi, em đã đóng MV của Trúc Nhân rồi, anh không xài hàng đã xài rồi em ạ. À. Ok. Trả lời luôn, không nói được câu nào. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Là Phát cái gì trả lời tiếp không? Ừ, câu hỏi trả lời của anh là anh với Phát đúng là thật sự là sau bộ phim này thì anh cảm giác như mình có thêm một người bạn. Thì rất là ít khi mà anh đóng một bộ phim sau đó là anh giữ mối quan hệ hoặc là cái liên lạc với một cái người diễn viên nào đó mà đóng chung ít lắm. Thì anh với Phát từ lúc đóng đến tới giờ thì cũng rất là hay nhắn tin trên Facebook. Phát mỗi khi mà cần kiểu như một cái lời khuyên gì đó, Phát có thể nhắn cho anh. Mỗi khi mà anh kiểu như là muốn nói chuyện gì đó hay là nhắn tin cho Phát hay là nói chuyện với nhau. Thì anh thật sự là phải nói là một cái điều mà anh nói là anh rất là hài lòng với Phát đó chính là cái sự cố gắng. Và điều quan trọng đó là cái gương mặt này không phải là gương mặt dễ kiếm ở thị trường điện ảnh Việt Nam hiện tại. Bởi vì mặt nha, góc cạnh có rộng nha, rất là điện ảnh. Thật sự là lần đầu tiên mà anh nhìn hình của Phát á thì anh thấy là wow, anh này không có giống diễn viên Hồng Kông mà giống diễn viên Việt Nam ở lộ. Không giống diễn viên á, người Việt Nam mà giống diễn viên Hồng Kông đó. Nhưng mà giờ hết giống thì giống mòn hơn tại vì tóc ngắn rồi. Hồi xưa là lúc mà tóc dài dài á, ảnh nhìn rất là lãng tử. Thì anh nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới mà nếu như mà Phát có nhiều cơ hội hơn mà nếu như anh với Phát có dịp hợp tác với nhau thì chắc anh cũng sẽ rất là vui. Bởi vì nó giống như là khi mà làm việc với một người nào đó mà khi mình đã có một cái chemistry rồi đó, gọi là một cái phản ứng hóa học rồi đó, thì anh nghĩ rằng là sau này nó sẽ dễ hợp tác hơn cho những dự án sau. Nhưng mà chắc chắn sẽ làm những cái vai diễn hoàn toàn khác và hy vọng rằng là sẽ sớm được gặp Phát trong những dự án sắp tới. Cảm ơn rất là nhiều. Where are you? Đây, đừng có lớp lo. Dạ nhé, sao hồi chứ là tại nó không tự tin lắm. Tất cả những người đều biết là tôi biết là cái tôi tốt, tôi tưởng mấy người đó không bao giờ đâu. Rồi, ok. Nghĩ chứ không? Nhàm phải nhìn cái gì? Cười vậy? Thank you.
bạn sẽ được bịt mắt và chúng mình sẽ có bộ phận gì đấy kẹp ở má của các bạn đó. Và sau đó thì các bạn phải đoán cái vật đó là vật gì. Theo Isaac là có vẻ là hiểu luật chơi này, nhưng mà không biết là các bạn thí sinh có hiểu không. Thôi bây giờ hai bạn Isaac với bạn Phát là mình nhập lòng mẫu một lần nữa. Nhát lên cái con hoặc là chặt tiêu. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Rồi Phát, ví vô, ví ví cái má vô. Ví cái má vô, má đâu, má đâu, đúng rồi, rồi má. Rồi, má là vậy đó, rồi, rồi chưa. Rồi, but the
mình thấy đấy, mình thấy phát. Tôi nào từ đó là ta có lời gì muốn nói với cái nhậm. Xu lực xem mình còn hai buổi giao lưu nhé. Hiểu được chuyện này. Thank you.